À, điểm mạnh của con á là làm được nhiều thứ, biết hát, biết làm việc nhà chút, rồi sửa linh tinh lặt vặt trong nhà. Điểm mạnh mới đây con mới phát hiện đó là con săn sale Shopee rất là giỏi. Cái này phụ nữ thích lắm à. Bạn gái bên kia nếu mà bạn bấm nút á thì bên đây mình sẽ sale cho bạn vài mã giảm giá 50% của Shopee. Quá dữ luôn. Anh ơi, anh săn sale Shopee còn em săn sale Lazada, vậy hai đứa mình mà hợp lại thì nhà mình còn gì không anh? Wow, còn chứ em. Giờ có cái thêm cái nghề nghiệp săn sale nữa. Săn sale. Có gì giảm giá 50%, 70% là có liền ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Tất cả săn hết, hay, cái này hay á. Có điểm gì nữa, điểm yếu cái gì không? Dạ, điểm yếu của con á là hay dễ có mất cảm xúc. Dạ. Tụt mút á. Là ừ, dạ, tụt mút đó hả? Dạ, dạ, mỗi khi mà con tụt mút đó là con làm gì đó là con buông bỏ hết. Cái tính này nó chỉ thể hiện trong gia đình hoặc là lúc mình chưa có vợ thôi. Dạ. Nhưng khi trong nghề nghiệp, chú tin rằng là mình phải cố gắng đừng có tụt mút. Theo chú là như thế nha. Dạ đúng rồi, tại vì lúc mà con quen bạn gái á thì con rất ít tụt mút. Cái khoảng thời gian mà con tụt mút nhiều á là lúc là con không không con ở một mình, con không có. Tức là có bạn gái sẽ có thêm tinh thần nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Có thêm động lực á hả? Ok. Rồi, mình có điểm mạnh điểm yếu gì con? Con có biết may vá rồi tự vẽ, con rất thích vẽ. Ở nhà con mà cái vách tường nào mà nó trống á là đầy hình ảnh hết trơn, không còn chỗ nào trống nữa hết à. Vẽ tường nhà mình thôi nha con. Không em ơi, về nhà anh vẽ cũng được nữa. Dạ em cũng đang định hỏi anh câu đó đó, tường nhà anh, tường phòng anh còn trống không? Còn trống rất là nhiều em ơi. Bạn nam ở đây cũng thích vẽ đó, thành ra kêu mời bạn đi về nhà vẽ cùng vẽ luôn. Dạ đúng rồi. Tại con làm bên design mà. Design mà. Bên design. Vậy mình có cái điểm đúng yếu gì không? Điểm yếu của con nhiều lắm. Để con sơ sơ vài cái đúng thôi, bạn bên kia bỏ chạy. Giống như là nó bị mù đường vậy đó. Dù là ban ngày mình đi cái được con đường đó quen thuộc đi nữa thì buổi tối nó cũng không có nhận dạng được nhiều. Có thể là có khi cũng đi bị lạc, vẫn nhớ đó nhưng mà không có nhớ như là ban ngày. Cái tính ương ương dở dở sáng nắng chiều mưa của con á, đó cũng là điểm yếu của con. Rồi với lại cái tính tình con hơi thẳng thắn, cho nên nhiều khi chơi với bạn bè hay những người mà mới quen á thì người ta sẽ không được vui á, sẽ cô dễ mất lòng. Dạ dạ. Rồi. Nhưng mà khi mà ai chơi với nhau thân lâu rồi thì mới hiểu được cái tính của con này. Vậy là mình có mấy mối tình rồi? Tới bây giờ thì con được 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ. Mối tình gần đây nhất là quen được bao nhiêu lâu? Dạ khoảng 6-7 năm. 6-7 năm. Rồi lý do chia tay? Dạ bởi vì bên con là đạo chúa á cô ạ. Cho nên là nó hơi khó khăn về vấn đề đó. Bên bạn có cái việc coi tuổi á, cái nó hơi bị lấn cấn về hai đúng cái không? Đó. Dạ. Rồi. Rồi bên trai, đàn trai mình có đạo không? Bên con thì có đạo. Rồi chúc mừng luôn. Thì thế là mừng rồi. Dạ. Bây giờ con có mấy mối tình? Dạ con có 2 mối tình chính thức. Chào con. Dạ. Mối tình thứ nhất của con quen được 5 năm. Dạ mối tình thứ hai thì quen chưa được 1 năm đã chia tay. Nhưng mà sao gọi là chia tay con? Tình thứ nhất của con là quen với một bạn, bạn nó cũng nhỏ hơn nhưng mà đã có gia đình rồi. Và đã có bé nhỏ rồi. Mà lúc đó thì sự nghiệp của con cũng mới bắt đầu. Con cứ lao đầu vô yêu rồi chăm sóc người ta, rồi rốt cuộc thì phần mình thì không tự chăm sóc được mình. Mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì bạn nữ rất là ghen. Chết em cũng hay ghen nữa. Ghen mà ghen phải nói là thái quá luôn. Và đến nỗi mà biết mối tình thứ nhất của con á là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bạn được. Xét nghiệm cái gì con? Dạ, xét nghiệm HIV. Xét nghiệm HIV. Dạ. Ghen dữ vậy luôn á. Dạ. Xét nghiệm. Sợ lấn cấn với người trước. Rồi dạ. Coi như vậy là chia tay. Dạ không. Như vậy thì con cũng vẫn đi xét nghiệm luôn. Đúng rồi. Cái đó đều chính dạ, đáng mà. Con là nói chung là mình không có gì hết nữa. Đúng rồi. Thế mà rồi tại sao chia tay? Dạ vì ghen quá nên một khoảng thời gian á rồi con lặng tiếng. Rồi bạn đó tự động bạn đó cũng có người mới luôn. Bây giờ con hy vọng là cái người bên rào của con sẽ như thế nào? Ghen thì nói chung là bạn cũng phải ghen có mức độ thôi. Ghen đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi con mong người bạn của con tính tình phải như thế nào? Cái nhân dáng bên ngoài ra làm sao? Dạ nói chung là
thấp hơn con một xíu. Con nhiêu? Dạ, con 1m64. Người nhỏ nhỏ, xinh xinh gọn gàng là được, không mập không ốm. Chứ là em mập lắm luôn á anh. Wow, em bao nhiêu ký à? Em mập lắm luôn. Em là... Anh không tin. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con tìm một người đàn ông chững chạc, một người biết quan tâm lo lắng chia sẻ. Bởi vì con cảm thấy là cái chia sẻ nó là cái quan trọng trong mối quan hệ gia đình á. Buồn hay vui hay là có những con? Cái gì á thì căng thẳng giống như mà diễn đàn hội nghị vậy trời. Hình dáng sao con? Con tìm một người cao hơn con. Con mét nhiêu? Con có 1m55 xíu. Nè, rồi, người ta hơn mình hơn tới gần 10 phân đó. Người ta mới 64 đó. Được rồi. Con không thích đàn ông điều gì? Cái đầu tiên đó là hút thuốc chú ạ. Với lại cái tính gia trưởng đó chú. Có không? Dạ không. Không có. Con không hút thuốc. Con cũng sợ cái tính vũ phu lắm chú. Không có đâu, bên đây chắc không có vụ đâu. Bây giờ con đi với ai? Dạ con đi với mẹ với dì. À rồi. Xin mời gia đình này nhà trai có ý kiến ha. Xin chào cô Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh. Dạ, cô thấy cháu đây cũng xinh gái, cũng thấy cũng dễ thương. Cô chịu con rồi đó. Con nhớ bấm nút là về với con nha. Bạn cô có đồng minh. Cô nhà cô có mình cô à. Còn dạ. ba người nam lận. Nên cô đó có ông không lợi. Nên giờ cô nhờ con giúp giùm cô. Trời ơi mẹ khéo quá đi thiệt. Mẹ con khéo cũng quá trời. Hy vọng là một chút xíu nữa tim hai đứa đập cùng nhịp con về con tiếp cô ạ. Giờ cô cũng mong nữa. Giờ cô mong con dâu dữ lắm rồi. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, cảm ơn nhà gà trai. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn cùng phòng con ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, chào con. Hôm nay hai người gặp đây là một cái duyên rồi á. Chị nói chuyện mà chị cảm thấy anh hợp thì chị cho em một cơ hội để cùng nhau tìm hiểu rồi có thể đi xa hơn á. Rồi, cảm ơn mẹ. Mở rào. Rồi, bây giờ mình gặp mặt luôn nha. Dạ. Bắt đầu đi con. Tặng hoa tặng quà gì đi. Mình quay qua mình gặp ý trung nhân của mình đi. Chào em. Chào anh ạ. Có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Rồi, và món quà này một chút xíu nữa anh sẽ bật mí, đừng có mở ra. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Khoan, chờ anh. Chưa mở. Rồi, bây giờ. Để đây. 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 Tặng em đặc sản quê nhà. Trời đó cơ quá trời quà cáp vậy trời. À dừa này dừa gì vậy anh? À dừa này dừa dứa. Dừa dứa hả? Ôi em rất thích uống nước dừa luôn á. Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ đây thì em cũng có món quà dành tặng cho anh. Cái đây là em vẽ, em tự vẽ. Và để mở được cái món quà này á, em mời anh chơi một trò chơi với em nha. Ok. Dạ, ở đây nó là ba cái phần này, nó là ba cái câu hỏi và yêu cầu. Rồi. Dạ. Ở đây. Rồi. Yêu cầu thứ nhất, từ từ mình mở ra hết yêu cầu thì sẽ hé lộ ra được bức tranh ạ. Nếu như trong những cái cuộc vui á thì đâu là cái người mà anh cùng muốn chia sẻ, cùng muốn bên cạnh anh sau này luôn ạ? Vợ con. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh chọn số 3. Ok. Anh gửi xin lỗi đến người đối diện. Anh xin lỗi em. Dạ em cảm ơn anh. Nói chơi gì trời. Anh hãy gửi lời cảm ơn chân thành đến nhất đến mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây trong ngày hôm nay. Đây là cái món quà mà em gửi tặng anh. Em cảm ơn anh đã dù không hiểu, không biết cái yêu cầu mà vẫn chấp nhận cái lời xin lỗi. Đó là cái sự chân thành mà em mong muốn tìm được ở người bạn trai của mình. Ok, cảm ơn em. Gì đó? Bức tranh hả? Dạ. Bức tranh đẹp nha. Ai vẽ đây? Dạ con vẽ chú. À đẹp rồi. Em có ngại mà cái khoảng cách anh ở Bến Tre và anh lên Sài Gòn với em? Cái khoảng cách đó thì em không thấy nó là vấn đề trở ngại. Anh sắp xếp được thì anh lên Sài Gòn. Còn nếu như em rảnh thì anh có thể mời em về Bến Tre. Em cũng chưa biết Bến Tre ra sao nữa. Okay. Cho nên là em cũng mong có cơ hội để được đi du lịch. Em rất thích đi du lịch cho nên là có thể đi du lịch ở đó cũng được. Thật sự thì em nói về vấn đề du lịch đó, anh cũng rất thích du lịch. Và điểm đến đầu tiên anh muốn đó là Đà Lạt.
nhưng mà anh chưa bao giờ đi được đó. cái điểm này sao mà giống em. Em được đi Đà Lạt rồi nhưng mà lâu lắm rồi, muốn quay lại mà không có điều kiện để quay lại. Vậy sau chương trình này có thể anh với em cùng đi Đà Lạt trải nghiệm lại Đà Lạt. Rồi, hay rồi đó. Hay quá rồi, bây giờ hát đi. Dạ, thì xin tặng bạn bài hát là Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm. Và mặt trời của mình nhiệt đới, trên vai em buông trần, cho anh mơ mộng, anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè như nắng, dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt, em đã cho anh quên đi tất cả, anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè như nắng, dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Hay quá. Thật ra thì cái bài này cũng là cái bài mà em rất thích luôn á anh ạ. À, không cần về biển vắng nào cả, về dưới bánh bóng dừa lả lơi về Bến Tre đúng luôn rồi đó. Tôi thấy bạn trai có máy chụp hình chụp cho bạn gái ăn tắm thôi. Em cũng rất thích chụp hình luôn á anh. Ok, vậy em ngồi đây đi. Là mấy người muốn làm gì làm đi, tôi qua bên ông mối tôi. Hai đứa làm đi ngủ giấc đi. Ừ đó, kể. Vậy đi. Chụp hình chụp gì kệ. Ok, đó, vậy nè. Rồi, em nghiêng người qua phía anh chút xíu. Đúng em rồi. Em nghiêng qua anh. Rồi, ok, giờ mắt anh nha. Rồi, tôi lên nè. Ok. Con quay qua chụp cô chú tắm con. Rồi, con tặng cô chú một tấm nữa nha. Ok, dạ rồi, quá đẹp luôn, quá tươi luôn. Có hình không? Dạ, có chứ. Ừ. Con xin một tấm. Rồi, đã, xin đi. Rồi, ok. Rồi, ngồi lại. Ngồi vào ghế, để tay vào hai nút bấm. Sau 3 tiếng đếm mình quyết định điều đó nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. À, bây giờ em mở đi, em mở món quà thôi. Em dở ra cho con. Tiếng nó rú lên cái tôi hết hồn, tôi tưởng là một cái con vật nuôi nào đó ai về. Dạ, okay. Dạ, làm cho vui vậy thôi, chứ này là bức tranh trống à. À, đúng rồi, bức tranh này là chủ yếu là sau cái chương trình này là anh sẽ gửi cho em cái bức hình anh vừa chụp mới nãy. À dạ. Dạ, em thả lòng vô đây. Dạ. Đây là kỷ niệm của hai đứa mình hôm nay. Em cảm ơn anh. Dạ. Gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình ha. Rồi, con muốn nói gì đó xin thưa hai bác, cho tụi con hẹn hò và hứa cái gì với hai gia đình của bạn gái đi. Con xin phép hai bác cho con được hẹn hò với bạn Vi. Dạ. Dạ, con xin hứa sau này sẽ chăm sóc bạn Vi, sẽ quan tâm bạn trong bạn Vi như bạn Vi mong muốn. Sẵn đây là hôn bạn Vi luôn đi con. Rồi em dạ. Dạ, ok.